Em học sinh lớp 8 trường Tư Văn An. Hôm nay chúng ta sẽ học bộ môn tiếng Anh lớp 8, phần revision, second semester. Chúng ta ôn tập để chuẩn bị kỳ thi kiểm tra cuối kỳ của học kỳ 2. My name is Kiều Nga, cô phụ trách của môn tiếng Anh lớp 8 của trường Tư Văn An. Trước tiên hãy ôn lại những điều nào. Revise on vocabulary and texture from Unit 9 to 14. Các em hãy ôn lại tất cả các từ vựng và các cấu trúc câu của bài số 9 với bài số 14. Những cái phần tiêu biểu trong bài số 9 đến bài số 14 đó là những phần nào? Đó là bài số 1, number 1, Bác sĩ có nghĩa là gì? Là chúng ta sử dụng động từ, thêm động từ to be vào phía trước động từ chính. Động từ chính của chúng ta sẽ chuyển thành verb past participle. Và động từ to be của chúng ta sẽ tùy theo thì chúng ta sử dụng be cho nó phù hợp. Nếu như nó hiện tại thì chúng ta sẽ dùng be, đó là am, is, are. Nếu như nó quá khứ thì chúng ta sẽ sử dụng be, đó là was, were. Nếu như nó là hiện tại hoàn thành thì các em sẽ sử dụng là have been hoặc là has been. Nếu trong tương lai thì chúng ta sử dụng là will be hoặc tương tự các modal verb khác. Nếu dùng bị động thì là can be hoặc là would be, vân vân. Và động từ chính vẫn là verb past participle. Trường hợp thứ hai chúng ta cần lưu ý đó là in order to hoặc là so and to. Nó có nghĩa là để làm việc gì? Nếu như mà để không làm việc gì thì chúng ta thêm nó trước chữ to verb. Trường hợp thứ ba chúng ta ôn lại nó là tính từ hay sao nó là to verb, hoặc tính từ hay sao nó là past clause. Để biểu lộ trạng thái tâm trạng ai đó làm việc gì hoặc để thông báo một việc gì đã xảy ra. Trường hợp thứ tư chúng ta cần ôn nó là do you mind hoặc would you mind cộng với verb to mean. Cấu trúc câu này hàm ý là nhờ ai làm giúp mình việc gì. Và trường hợp thứ năm, do you mind if I hay sao chúng ta làm verb to mẫu. Hàm ý của câu này là xin phép ai cho mình làm việc gì. Tương tự với cụm từ cấu trúc câu xin phép ai cho mình làm việc gì, đó là would you mind if I, nhưng theo sau nó lại làm lại nó quá khứ past. Seven. Compound noun là các em lấy danh từ ghép với động từ thêm in tạo thành một cụm từ chức năng như là tính từ. Number 8, present participle hoặc là past participle. Present participle là hiện tại phân tử. Hiện tại phân tử nghĩa là verb mình thêm mình. Past participle nghĩa là quá khứ phân tử. Quá khứ phân tử có nghĩa là verb ở cột thứ ba trong bảng động từ có quy tắc. Nếu có quy tắc thì chúng ta thêm đi. Nó sẽ được dùng trong trường hợp ghép câu với lợi câu mệnh đề quan hệ. Hình thức rút ngắn lại. Number 9, report this bit. Chúng ta đã học câu tường thuật, câu nói, lời phát biểu và phát ngôn. Ngoài ra chúng ta còn có học câu tường thuật dạng câu hỏi. Chúng ta cùng ôn lại. Number 10, progressive tense with always. Thông thường các em học ở lớp dưới thì always các em thì thấy thì chúng ta hay dùng thì hiện tại đơn. Nhưng mà trong trường hợp này mình lại dùng với progressive tense. Hàm ý của nó là dùng để thay thì ai hay là việc gì thì dạng tiếp diễn với từ always. 11. Question word to verb. Sau từ để hỏi chúng ta sẽ dùng to verb.
tell, past the recitant thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ tiếp diễn là gì mà chúng ta đã học? Là một loại thì xảy ra trong quá khứ và có mức thời gian xác định rõ ràng trong quá khứ thì chúng ta sẽ dùng từ quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn gồm có was, were, có từ mình hay những từ nào. Ngoài ra, progressive tense còn có thể dùng cái từ nói là why, when để diễn tả một hành động trong khi sự việc gì xảy ra hoặc khi mà sự việc gì đã xảy ra. Chúng ta cùng ôm lại trong các bài tập như vậy. Bài tập đầu tiên đó là phần chọn trắc nghiệm ABCD để điền vào chỗ trống của mỗi câu làm sao cho nó phù hợp nhất. Thông thường các em hay làm cần phải cẩn thận khi làm kỹ thuật này thì chúng ta cần phải lưu ý để ý xem động từ có thể sao ghép từ gì, điều này bắt buộc phải học thuộc lòng hoặc mình phải tìm hiểu nghĩa để nó có phù hợp với cái câu hay không. Ví dụ câu số 1, number 1, the student threw her bike and hit her head on the road. Đứa học sinh này, cô ta bị té khỏi chiếc xe của mình và đầu của cô ta đập xuống đường. Vậy té khỏi chiếc xe, chúng ta sẽ sử dụng là phiếu gì bạn? D. Phiếu ạ. Number 2. We will learn to comment see you. We are being very busy today, tomorrow. Chúng tôi rất muốn đến thăm bạn lắm, nhưng mà chúng tôi bận rất nhiều vào ngày mai rồi. Vậy các em bất cẩn thì các em sẽ chọn ngay chữ but liền. Nhưng mà em lưu ý, cái từ but thì đằng trước nó có thể là dấu không thể được dùng như hình thức trong cái chỗ trống như phía trên. Các em quan sát, các em thấy nè, nó không bao giờ có dấu phẩy phía sau chữ but. Vậy chúng ta sẽ tìm cái nào? Đó là từ however. However tương đương gần với nghĩa với lại từ but, nhưng mà không có nghĩa nhận biết là phía trước nó có dấu chấm phẩy hoặc dấu chấm sau nó là phẩy kèm lưỡi. Number 3, chúng ta lại chọn A. Tôi cho các em đáp án là A. Nhưng tại sao? Có từ Z. Các em lưu ý cái từ Z đây là sử dụng trong từ hiện tại hoàn thành. Mà đáp án B và D là thuộc loại câu bị động. B là bị động của hiện tại đơn. D là bị động của quá khứ đơn. Nó là bị trang trí, được trang trí. Còn C thì dùng câu hiện tại phủ định mà decorate này thêm ý đi là sai, cho nên chỉ có A là thì bị lại hoàn thành. Number 4, nhi, I'm bored, let's play game. Tôi buồn quá, không có gì để chơi, chúng ta cùng nhau chơi game nha. Thì lúc đó Hoa sẽ trả lời chúng ta rằng nếu như chúng ta đồng ý, chúng ta sẽ trả lời là yes, let's. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ trả lời là no, let's not, hoặc một cách khác. Number 5, user can send and receive message by using. Những người sử dụng có thể gửi và nhận tin nhắn bằng cách sử dụng computer và công nghệ dễ hóa. Chúng ta nhìn ra là thấy ngay. Còn đáp án đi nghĩa là gì? Khi viên trường, em lưu ý về nghĩa. Number 6, Uncle was your view. Cái đền Uncle Watt được xây dựng vào khoảng năm 1100, around the year 1102. Để mà làm gì với Hindu words? Đó là làm gì? A là remember, là nhớ. Compile là biên soạn. Have là giúp đỡ. Honor là tôn kính. Như vậy phù hợp nhất đáp án sẽ là D. Number 7, she asked me, they were the winner in the race. Ask away có khi trường hợp chúng ta dịch nó có nghĩa là yêu cầu đề nghị, hoặc có khi nó có nghĩa là hỏi. Vì mình dịch lại toàn bộ câu thì mình sẽ thấy thế này.
Cô ta đề ta nghị đề cô nghị tôi. Hướng tôi. Bọn họ người thắng người cuộc thắng nghe cuộc không hợp nghe lý không hợp như lý vậy. như vậy. Cô ta hỏi tôi tôi là bọn là họ bọn là họ những là người những thắng người cuộc trong cuộc trong thi cuộc có thi phải có vậy phải vậy không? không Như vậy đây như là vậy loại đây là câu loại tường thuật câu hỏi mà không mà có không từ để có từ để hỏi hỏi thì chúng thì ta chúng phải ta thêm từ thêm từ if hoặc whether whether vào vào trong câu trong tường câu thuật tường này. thuật này Vậy vậy trong câu trong số câu 7 số bảy chúng ta có chúng đáp ta có án đáp A án A đúng, đúng đáp án đáp án C C đúng. đúng Vậy cho nên vậy cho chúng ta nên sẽ chúng ta chọn sẽ chọn D. D Đúng rồi. đúng rồi Yesterday yesterday we went we went on for our tour tour hôm qua hôm qua tôi đã đã có có một một chuyến chuyến đi đi tham tham quan 4 4 giờ đồng giờ hồ đồng để hồ để tới đâu đây? tới đâu đây Statue of Statue of Liberty Liberty in in New New York. Chúng ta sẽ chúng dùng ta gì sẽ dùng để gì động từ để phù động hợp từ nhất phù ở hợp nhất đây? ở đây Tượng tượng nữ thần nữ tự thần do tự như do vậy như phù vậy hợp phù nhất hợp thì nhất là thì chữ là gì nào? chữ gì nào Visit visit đúng rồi đúng chúng rồi ta chúng chỉ ta chỉ đến đến thăm thăm tượng nữ tượng thần nữ tự thần do tự do còn các còn trường các hợp trường khác hợp nó khác không nó phù không hợp về phù nghĩa hợp về nghĩa ví dụ như ví dụ như see có nghĩa see là có nghĩa là chạm chạm khắc khắc tạc tạc number number nine nine các em lưu các em ý lưu ý interested thì interested đi theo thì đi sau theo nó sau thông nó thường thông sẽ là thường giới sẽ từ là giới gì từ em gì đã học các em được đã ở học lớp được dưới ở rồi lớp dưới rồi in in b billionaire empty drinking can hàng hàng triệu triệu những cái những lon cái nước lon uống nước uống rỗng rỗng mỗi mỗi ngày trên ngày thế trên giới. thế giới Như vậy như là vậy là throw away throw có nghĩa away là có nghĩa là ném đi ném đi vứt đi vứt đi mà chai chai lon lon ngựa thì nó ngựa thì không nó thể không nào thể nó nào tự nó ném tự mà nó mà được nó ném được ném như vậy nó là vì loại nó là câu loại bị câu động bị động mà bị mà động bị ở đây động có ở đây mốt có mốt thời gian là mỗi mỗi ngày cho ngày nên chúng cho ta nên dùng chúng bị ta động dùng ở bị hiện động ở tại hiện đơn tại đơn bị động của bị hiện động tại của hiện đơn tại chúng ta đơn sẽ chúng ta thêm sẽ thêm am is are are bà bà hoặc đi hoặc đi 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 vậy đáp vì án đáp phù án hợp nhất phù hợp sẽ nhất là sẽ là C. C. Number 11 Inspect inspect đọc thuộc đọc lòng thuộc ngay lòng ngay Inspect inspect phải là phải là Inspector inspector D. D. Number 12 các em quan các em sát quan sát nha nha homework homework at 8 at o'clock 8 o'clock yesterday yesterday 8 o'clock là 8 là giờ 8 giờ tối hôm tối qua. Hôm qua như vậy như cái vậy hành động cái này hành động xảy ra xảy trong ra quá khứ có trong thời gian thời xác gian định xác rõ định ràng rõ trong ràng quá trong khứ quá như khứ hồi nãy như tôi hồi có nãy nhắc tôi có lại nhắc lại thì chúng ta thì sẽ chúng dùng ta sẽ gì dùng thì quá khứ tiếp tiếp diễn diễn thì quá khứ thì tiếp quá khứ diễn thì chúng tiếp ta diễn sẽ chúng ta dùng sẽ dùng was cộng cộng với với lại verb lại thêm verb thêm như in vậy cho như nên vậy cho chúng ta nên sẽ chọn chúng ta đáp sẽ án chọn đáp là án là D. Number number 13 Santa Santa Claus is Claus Basil is Basil the Saint Nicholas Nicholas to the to the poem. Poem. Ông già Noel được phẩm tác theo theo cái vị thần Nicholas trong bài thơ. Vì trong trường hợp này mình không thể nó dựa theo cái cây giảng sinh được mà dựa theo cái sự mô tả. Như vậy sự mô tả ở đây chúng ta phù hợp nhất là B. People use first aid. Người ta sử dụng sơ cấp cứu is làm dễ chịu. The victim pain and anxiety về nỗi lo lắng và sự đau đớn của nạn nhân như vậy. Người ta sử dụng sơ cấp cứu để mà làm dễ chịu, để mà làm dễ chịu, để mà chúng ta dùng in order to hoặc là so as to. Như vậy trong trường hợp này thì đáp án B là phù hợp nhất vì nó đầy đủ nhất. In order to C thì nó lại dùng nó không hợp không nghĩa, hợp nghĩa. Nên chúng ta sẽ chọn B. You can number 15. You can make a fire by. Như vậy các bạn lưu ý cho cô chữ by là giấy từ bằng bởi. He's a pen together. Bạn có thể làm tạo ra một đám lửa bằng cách cọ những cái khăn tre lại với nhau. Như vậy bài là giới từ và theo sau nó giới từ thì động từ sẽ thêm in. Vì vậy cho nên chọn đáp án A. Do you mind if I sit here? Bạn có phiền không nếu như tôi ngồi ở đây? Như vậy là câu này là loại câu mình xin phép ai cho mình làm việc gì? Và sau đó mình sẽ trả lời đồng ý hay không đồng ý tùy theo tình huống.
A này yes, A do. Mình đây không phải là câu trả lời để hỏi yes, no. Câu trên nó là câu xin phép, thì mình không chọn A. All right cũng không phải là câu đề nghị. Được rồi, chứ nó không phù hợp. C, no, no, can. Nếu mà mình nói là bạn có tiền không, thì bạn không thể nói là no, you can được. Mà bạn phải nói gì là no, you don't mind thì được. Cho nên chỉ có đáp án còn là D. Tiếp theo, 17. You should clean the burn immediately so as to tissue damage. Bạn nên làm mát vết bỏng ngay lập tức để mà cái thiệt hại về da. Như vậy chỗ này maximize là làm tăng tối đa, minimize là làm giảm tối thiểu. C, destroy là phá hủy. D, cover là bao phủ, che đậy. Như vậy chỗ này chúng ta chỉ sử dụng hợp lý nhất là làm giảm tối thiểu sự thiệt hại của da. B, the should ring a cup of tea when reviving. Nên uống một cốc trà khi mà hồi tỉnh lại. Như vậy ở đây phù hợp nhất về nghĩa đó là biết thêm nạn nhân. Number 19. Are you hot or not? Bà ơi, bà nóng không? Vậy câu phù hợp nhất sẽ là yes, will you open the window please? Vâng, bà nóng quá, không có thể mở cửa sổ dùm cho bà không? Đó là câu trả lời phù hợp nhất. 20. Thank you very much for the flower. Rất cảm ơn bạn nhiều lắm vì những gì mà bạn đã bán cho tôi trong khi tôi đang ở trong bệnh viện. Vậy mình không thể dùng thì hers, hers, vì cũng không dùng so, vì thế. Và trong khi thì chúng ta chỉ chọn đáp án là C. We are delighted that, có lý là rất vui mừng rằng bạn đã đậu kỳ thi kiểm tra môn tiếng Anh. Đã đậu rồi người ta mới chúc mừng. Như vậy phù hợp nhất chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Milk butter can be, chai sữa có thể. Sau khi được làm sạch, after being cleaned. Như vậy, chai sữa có thể được tái chế sau khi được làm sạch thì không hợp lý. Chai sữa có thể được ngâm sau khi làm sạch. Chai sữa có thể bị đập bể sau khi làm sạch. Chai sữa có thể được tái sử dụng lại sau khi làm sạch. Như vậy, câu đáp án đúng sẽ là D. It's very dangerous. Các bạn lưu ý cho cô về chỗ dangerous là tính từ. Như nãy cô có nói sao tính từ thì chúng ta sẽ dùng verb gì đó. To verb. Cho nên đáp án của mình sẽ là B. We are looking to see you in tune. Chỗ này tùy theo trường hợp với từ sao chữ look. Ví dụ như chúng ta nói look at là nhìn, look for tìm kiếm, look after là chăm sóc, và look forward to nghĩa là mong chờ, mong đợi. Vậy chỗ này chúng tôi rất mong chờ, mong đợi gặp bạn vào ngày vào tháng 6. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Câu tiếp theo. Gun is noise when he comes in the glass. Gun lúc nào cũng ồn ào khi nó vào trong đó. Như vậy mình hàm ý than phiền. Và hồi nãy tôi có giới thiệu hàm ý than phiền với từ always chúng ta phải dùng từ tiếp diễn. Như vậy tiếp diễn ở đây là is, phải là đi chung với tiếp diễn, phải là verb gì nào? Verb thêm in. Vậy cho nên chọn đáp án là C. Is always making. Number 26. Would you mind sitting in the front seat of the taxi to John? Phiền chú ngồi ghế trước thì con. Như vậy khi con đồng ý hay là đồng ý hay không đồng ý thì các bạn sẽ tìm cách trả lời như thế nào? No, I wouldn't. Không, đây không phải là trả lời yes, no, thì không chọn ai.
No problem, không có chi. Như vậy là hàm ý. Đồng ý cho người ta ngồi rồi. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ chọn B. Number 7. Lean and try to pick her pick her up. Cô ấy nhoài nhoài chồm chở vào và cố gắng nhặt lấy cái mái chèo chèo. Như vậy chúng ta thấy Lean, chúng ta phải đi với giới tự gì? Mời các bạn xem nào. D over 28 is about from the city center. Đó là một chuyến đi kéo dài 40 phút từ trung tâm thành phố. Như vậy một chuyến đi 40 phút chúng ta có thể ghép đó là số với lại thời gian là minute. Chức năng nếu là một tính từ thì vậy nó không đếm được, mà không đếm được thì danh từ thời gian minute chúng ta sẽ không được dùng S. Vậy đáp án là C. Maurus can be from more than 100 km away. Cái ngọn núi này có thể gì mà từ đằng xa hơn 100 km. Quý vị có thể A đi tới và đạt tới. Visit là tịch là viếng thăm. Xin là thấy, lúc là nhìn hoặc là trong có vẻ như vậy phù hợp nhất là có thể được thấy từ đằng xa. Yesterday, ngày hôm qua, I went shopping to visit the museum. Tôi đang mua sắm khu ta thì thầm thầm bảo tàng. Như vậy là mình sẽ dùng từ nào? Trong khi where là ở đâu, how là như thế nào, that là mà cái việc phù hợp muốn có nghĩa là thầy trong khi tôi đang sắm. Number 31. I bought a lot of sweets. Tôi mua rất nhiều kẹo from sugar mill in Long Thanh Market, mà nó được làm từ sữa và đường ở chợ Long Thanh. Như vậy chỗ này kẹo được làm từ đường và sữa. Mà ở trong câu chúng ta có động từ boat là động từ chính. Vậy để bổ nghĩa cho cái danh từ sweet thì chúng ta sẽ sử dụng động từ là hiện tại phân từ hay là quá khứ phân từ để dùng để giới thiệu thêm thông tin về cái từ sweet. Nếu như nó chủ động chúng ta sẽ dùng hiện tại phân từ. Nếu nó bị động chúng ta sẽ dùng quá khứ phân từ. Mà kẹo thì không thể tự làm được, cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Chúng ta ở đâu đây? Thì con A nó trả lời thế này. I have no idea. Tôi không có ý kiến gì cả. Cô B nó trả lời. It's up to you. Tùy vào bạn. Cô C dĩ nhiên rồi. Như vậy A cũng được, B cũng đúng luôn. Vậy cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là D. 33. You explain what is happening. Bạn giải thích cái gì đang xảy ra. Như vậy đây là câu đề nghị. Bạn có thể giải thích cho tôi xem chuyện gì đang xảy ra. Vậy cho nên có thể là A và D mang cái nghĩa là có thể. Nhưng đó là một từ nên hàm ý nó có nghĩa là dự đoán. Do dự không rõ ràng có nét cho nên là dự đoán sự việc đó thôi. Còn đi diễn tả một cái khả năng có thể xảy ra, cho nên chọn trong câu này sẽ là đi. There are three water fetching, fly making, and dry cooking. Thì chỉ có ba cuộc thi competition. The rain rise is even. Giải thưởng lớn nhất sẽ được trao đến cho cái trộn phần nào cao nhất. Given, chúng ta sẽ dùng cái giới từ to see. She wanted to buy some marigold. They are traditional in Vietnam. Cô ta muốn mua bông vạn thọ.
Bởi vì chúng ta truyền thống Tết của người Việt Nam, nên chúng ta sẽ chọn đáp án là A. The rainbow, vạn lý thường thành, Tamahong and Angkor Wat là những cái gì đây bạn? Những kỳ quan của thế giới. A. The film is boring for me to see. I don't like it. Bộ phim thì quá tẻ nhạt, nỗi tôi không có muốn xem, không thích nó. Quá đến nỗi không thể chỗ này thì chúng ta không làm show được. Vì sao so boring thì phải dùng đá, cho nên không làm show. Chỉ có B, đó là too boring for me. Cấu trúc câu quá cái gì đó đối với ai để mà làm gì. Cho nên các bạn sẽ là B. She showed me where the old car. Cô ấy chỉ cho tôi nơi nào để mà mua xe hơi cũ. Đây là từ để hỏi where. Chúng ta sẽ dùng thay sao là to work. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ chọn là án là B. Qua phần 25 mã, chúng ta có cái phần bài tập form. Phần bài tập này đa số các bạn rất ngại làm vì lý do chúng ta rất hạn chế về từ vựng, vì đọc và không có hiểu. Bài tập này hỏi các bạn phải học từ và hiểu cái từ đó có trong câu ở vị trí nó sẽ là động từ, danh từ, tính từ. Vậy khi làm bài tập này thì phải đọc dịch cẩn thận mới suy nghĩ ra được nó là gì. Number one, the police officer, nhân viên cảnh sát, try to unsuccessfully, cố gắng một cách không thành công để làm cho cô ta tỉnh lại. Sao sai của cô ta dùng thư vợ, người đã có chữ thư rồi, nó thiếu vớt. Vậy vớt của chữ revival là làm tỉnh lại, nó là gì? Revive. Number two, the robber hit her on the head. Tên trộm đã cắn vào đầu của cô ta. So she was conscious, tỉnh táo. Như vậy đánh vào đầu cô ta dẫn đến kết quả là cô ta tỉnh táo thì không hợp lý. Như vậy cô ta phải không tỉnh táo hay bất tỉnh, mà để mổ nghĩa cho động cơ to be. Chính ở chỗ này chúng ta phải dùng tỉnh tự. Vậy tính tự của nó là unconscious. Number three, although his parents gave him a lot of, mặc dù ba mẹ của anh ta cho anh ta rất nhiều. Như vậy các bạn lưu ý, He doesn't care, anh ta không quan tâm. Lưu ý, a lot of, theo sao nó sẽ là danh từ số nhiều. Nếu như đếm được thì chúng ta thêm S, không đếm được thì chúng ta sẽ đếm nguyên. Vậy chỗ này sẽ dùng danh từ cho một nó làm thế nào? Revise. Vì nó không đếm được nên không thêm S. Number four, he is one of the most famous in the world. Ông ấy là one of trong những cái gì nổi tiếng trên thế giới. Như vậy ông ấy là một con người. Như vậy người ở chỗ dùng cái từ environment thì chúng ta sẽ đổi thành người đó là environmentalist. Nhưng mà vì có chữ one of thêm lưu ý từ one of theo sao mà có danh từ thì danh từ đó phải luôn luôn là số nhiều, thì nó có nghĩa là một trong những người này. Environmentalist. Number five. Các em thấy cái chữ trống phía trước đầu câu và dấu phẩy hàm ý cái từ này, nó là một trạng từ để nó bổ nghĩa cho cả một mệnh đề. Vậy trạng từ của từ lết là gì bạn?
đó là lách khi liền. Nhưng khi chúng ta dùng từ để bổ nghĩa cho cả mệnh đề, chúng ta lưu ý với từ lách vì nó có thể là trái nghĩa nó là lách khi li, là anh lách khi li, thì mình sẽ xem coi nó phù hợp nhất là gì. Liên la đuổi kịp xe bớt cuối cùng, vậy nó là may mắn làm sao liên la đã đuổi kịp xe bớt cuối cùng. Lách khi li. This worker live in the area. Những người công nhân này sống ở một vùng. Mà vùng này thì thuộc về vùng núi. Cho nên chúng ta dùng cái từ mountain để bổ nghĩa cho area. Đằng trước nó chúng ta dùng tính từ. Vì tính từ của mountain là gì nè? Mountainous. Number 7. It was a film. I don't like it. Nó là một bộ phim thú vị. Thú vị ở đây là interesting. Nhưng mà mình lại nói tôi không thích nó. Thì không ai thể nói bộ phim thú vị mình không thích. Chỉ có bộ phim không hay mới không thích. Như vậy chữ không hay chúng ta sẽ dùng là uninteresting. Number 8. What a cheap toy. Cheap toy đồ chơi rẻ quá mà để bỏ nghĩa nhấn mạnh cái từ cheap lên, tăng cái mức độ nó lên thì chúng ta cũng dùng rạng từ để bổ nghĩa cho tính từ cheap. Bày tràng từ của chữ surprise đó là gì bạn? Surprisingly. Number 9. We saw some. Chúng tôi thấy một vài on the yacht, nó trên buôn thuyền. They look, they look very happy. Bọn họ trông rất là vui vẻ. Sightseeing đó là động từ, tham quan ngắm cảnh. Cái này mình thấy người tham quan ngắm cảnh hay sự việc tham quan ngắm cảnh. Ở đây phù hợp nhất đó là từ chủ ngữ phía sau là đây, nói về bọn họ rất vui. Như vậy chắc chắn sẽ là dùng từ chỉ người, mà chỉ người của chữ sightseeing chúng ta sẽ đổi thành là sightseer. Vì có chữ some một vài cho nên chúng ta phải thêm s. The result exam among friends. Kết quả của kỳ thi gây ra một rất là lớn giữa những người bạn của cô ta. Bạn thấy từ rate, bạn lưu ý nó là tính từ, nghĩa là to lớn, vĩ đại, khổng lồ. Như vậy để bổ nghĩa cho cái tính từ này, nó phải đi đằng sau, nó là một cái gì? Danh từ. Về danh từ của excitement là excitement. Đấy là 10 câu của phần dùng sử dụng dạng một phần. 11. They are preparing for their wedding party. Bọn họ đang chuẩn bị cho cái bữa tiệc đám cưới của mình. Rất là bận rộn. Vậy cái bận rộn này nó bổ nghĩa cho động từ prepare. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ. Vì trạng từ của nó là busily. 2 là 2. Are in a area. Ở đây volcano là núi lửa. Hai cái ngọn núi lửa không có hoạt động trong khu vực này. Như vậy ngọn núi lửa thì chúng ta sẽ dùng volcano. Mà hai cái thì chúng ta phải dùng là số nhiều. 13. Over 200. Mat nó là verb, nó là đi diễu hành. Pass the resident ngang qua vị tổng thống. Như vậy compete là cạnh tranh, thi đấu. Nó có danh từ là competition. Nó là cuộc cạnh tranh, cuộc thi đấu. Competitor là người tham gia cuộc thi đấu hay là người tham gia cuộc thi. Thì có hơn 200 người tham gia cuộc thi với đi diễu hành trước ngang tổng thống được. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng
dụng 200 là số nhiều. Vậy không thi chí thờ chúng ta phải có S. In the study of vaccine, cái gì mà nghiên cứu, study đây không nghĩa là học các em nhé. Study cũng nghĩa là việc nghiên cứu vaccine đã hoàn tất completed, short questionnaire, câu hỏi ngắn. Như vậy, cái người tham gia cái điều việc nghiên cứu vaccine đã hoàn thành câu hỏi ngắn thì nó hợp lý hơn, người mới hoạt động được. Như vậy, participate sẽ đổi sang danh từ chỉ người là participant. Vậy, nhiều người tham gia đã nghiên cứu được, cho nên chúng ta phải dùng S. Number 15, can you? The man to me, người đàn ông đối với tôi. Như vậy, ở đây có động từ chính thức là can, có thể. Mà người ta không hiểu có thể có gì, chúng ta phải dùng động từ chính trong một câu mới hiểu đạt được đầy đủ nghĩa. Như vậy, bạn có thể mô tả người đàn ông đối với tôi không? Như vậy, thêm sau can you, chúng ta sẽ dùng bước thêm mẫu về verb của description, sự mô tả đó là từ nào? Describe. Number 16. Kara's firm first rise in the essay competition. Kara's thì là giải thưởng hay là được tặng thưởng giải nhất trong cuộc thi bài viết tiểu văn tiểu luận. Vậy chúng ta nói là người phù hợp hơn không phải là lớp trao thưởng, mà được trao thưởng thì là loại câu bị động. Mà bị động thì chúng ta thêm be verb ở cột thứ ba hoặc thêm ed. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ thêm ed. Number 17, her latest album is a art. Các em lưu ý, trong trường hợp các em thấy có mọc từ hoặc an, rồi chủ trống, sau đó có dấu từ thì từ đó chính giữa này luôn luôn là một danh từ. Cô ta bắt album mới nhất của cô ta là một bộ sưu tập hoặc là bộ biên soạn tất cả những bài hát hay nhất của cô ta. Như vậy, chỗ này compile là danh từ, đó là compilation. Although I'm not particularly, mặc dù tôi không phải thực sự là cái gì đó, nhưng mà tôi thường như hướng nhà thờ. Các em lưu ý, particularly nó là trạng từ để bổ nghĩa cho nó thì nhấn mạnh cái hành động đó. Thì thông thường phía sau chúng ta có thể làm một tính từ, động từ. Mà ở đây chúng ta có động từ to be on, động từ chính, vì chỉ có tính từ phù hợp của người mà thôi, là religious. She would rather with her life in a small town. Cô ta khá là gì đó với cuộc sống của cô ta ở trong một thị trấn nhỏ. Là cô ta khá là buồn chán vì bị tác động do ở với một cuộc sống nơi nhỏ hẹp đó. Cho nên cô ta dùng, chúng ta sẽ sử dụng tính từ động là dạng tính từ ed. Our town had 5,000. Thị trấn của tôi có khoảng 5,000 inhabit, là cư ngụ hay là ở, nó là động từ. Như vậy 5,000 sự việc hoặc là con người chỗ này. Như vậy thị trấn của mình có 5,000 người cư dân ở đây. Như vậy cái người cư dân đó sẽ biến thành là inhabitant, và hiển nhiên phải có thêm gì nữa? S. Chúng ta có những từ vựng để ôn tập là mẫu thôi. Chứ nếu là chúng ta phải có còn nhiều cái dùng nghĩa, thì các em phải học thêm các từ ở trong sách giáo khoa và những từ mà giáo viên ở trên lớp đã dạy các em học kỹ. Phần 35 là áo sang transformation, các bạn sẽ chuyển đổi câu làm sao câu mà nó tương đương giữa cái câu trên. Trong câu thứ nhất, các bạn thấy cái gì thế này? I come to work by bird today, he said. Anh ấy nói. Tôi đã làm việc hôm nay bằng xe bus. Như vậy, câu này do trực tiếp bản thân anh ta nói, nên người ta mới để cho nó một cái. Và mình là người
nghe được câu chuyện đó mà mới thuật lại cho mọi người khác nghe. Mà khi thuật lại thì em không thể xưng tôi được. Vì vậy cho nên chủ ngữ là ai thì các bạn phải đổi thành là he hoặc là she, tùy theo chủ thể nó là chữ tính nào. Vậy anh ta nói rằng như vậy cho nên mình phải đổi chữ ai từ gì? He. Vì con này là câu tượng thuật động từ, mình phải sử dụng ở dạng hình thức quá khứ. Vì không phải là mình đang nói trực tiếp, cho nên mình phải lùi hẳn thì lại hình thì quá khứ. Vị quá khứ của con sẽ là hèn. Và trong con nó có từ mốc thời gian là today, em phải đổi lại thành đá đề. Các bạn lưu ý những cái kiến thức mà thầy cô đã dạy chúng ta trên lớp, cách đổi như thế nào. Vậy đáp án nó là gì? He came to work by bus today. Number two. Mary said, I can speak French very fluently. Mary nói, tôi có thể nói tiếng Pháp rất là lưu loát. Vậy mình là người nghe, thuật lại như sao? Mary said that. Mary nói rằng, cô ta có thể nói tiếng Pháp rất là lưu loát. Vậy I chúng ta sẽ đổi thành là she. Can chúng ta sẽ đổi thành quá khứ là could. Speak in French very fluently. Vậy câu đáp án của mình sẽ là she could. Như vậy yếu tố đổi là chỉ có đổi I thành she. Can các em lưu ý, có nhiều bạn đổi khúc xong rồi lại đổi thêm speak, đổi thành speak nữa là không hợp nha. Khi nào mà không có từ can thì các em có thể đổi speak thành speak. Còn nếu có từ can vào thì các em có thể can nó thành khúc và động từ đằng sau cũng phải là phải mẫu. Number three, he said to me. Anh ấy nói với tôi, I will have you as soon as I can. Tôi sẽ giúp bạn ngay khi tôi có thể. Vậy mình là người thuật cho người khác nghe. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ giúp tôi khi anh ấy có thể. Vậy ai chúng ta sẽ đổi thành là he. Will cũng sử dụng hình thức quá khứ. Hình thức của nó sẽ là would. He would have giúp tôi thì chỉ you nằm ở sau, động từ have thì nó không thể dùng là ai được, mà mình phải dùng tân ngữ đó là me. As soon as. Còn chữ I lúc này là một chủ ngữ khác, nó là anh ta, cho nên từ I chúng ta sẽ đổi thành là he. Và can cũng đổi sang quá khứ là gì? Could. Vì vậy cho nên câu tường thuật lại đúng của chúng ta sẽ là he told me he would have you as soon as he could. Các em kiểm tra lại đáp án. Now, number four. I'm living in London now. Tom nó nói, hiện giờ tôi đang sống ở London. Vậy mình nghe xong thuật lại. Ai mình sẽ đổi thành là he. I'm đổi sang quá khứ là was. Và now, mốc thời gian này chúng ta sẽ đổi thành là dead. Về câu hoàn chỉnh của chúng ta là gì? He was living in London then. Đó là ôn lại cái cách sử dụng câu tường thuật lời nói. Còn lưu ý, khi tường thuật lời nói hoặc là câu hỏi, chúng ta luôn luôn dùng hình thức quá khứ vì nó là thức giả định. Number five. The old car are very cheap. Những chiếc xe hơi cũ này rất là rẻ. They were imported from China 2 months ago. Chúng nó được nhập khẩu từ Trung Quốc cách đây 2 tháng. Vậy chúng nó đây là chúng ta đang nói tới những chiếc xe hơi cũ. Vậy mình cũng có cách khác mà ngắn gọn hơn, chúng ta có thể làm cho hiểu nghĩa đơn giản như thế này. Những chiếc xe hơi cũ mà được
Nhập khẩu từ Trung Quốc cách đây 28 thì rất là rẻ, cứ để mình dùng vậy. Từ quan hệ rút ngắn mệnh đề qua hệ rút ngắn, đó là các em bỏ chủ ngữ đây. Động từ were, chúng ta sử dụng quá khứ phân từ để ngay sau danh từ nó muốn bổ sung nghĩa hoặc là nó muốn giới thiệu nghĩa hoặc là cung cấp thêm tên cái danh từ đó. Như vậy chúng ta sẽ khi thế nào? The old car imported from China 2 months ago are very cheap. Trường hợp tiếp theo, number six. My father has just bought a new car. Ba tôi mới vừa mua một xe hơi mới. It was made in USA. Nó được sản xuất ở Mỹ. Vậy mình cũng sẽ dùng cái mệnh đề quan hệ rút ngắn bằng cách sử dụng động từ chính để phía sau danh từ. Vậy câu đó sẽ như thế nào? Ba tôi vừa mới mua một cái xe mà nó được sản xuất ở Trung Quốc. Mà được sản xuất ở Trung Quốc thì chúng ta sẽ ghi làm sao? My father had just bought a new car. USA. Bỏ luôn cả động từ words. Chỉ lấy động từ make. Và đây là cách ghép câu, viết rút gọn câu, sử dụng ở dạng past participle. Number 7. The pig is very cute. He is sleeping next to the dog. Con heo nó rất hiền, nó đang ngủ nằm kế bên hông chó. Vậy, the pig đây là nói về he, là một. Vậy chúng ta sẽ cũng sử dụng dạng rút ngắn câu mệnh đề quan hệ ngắn, đó là gì? Con heo mà nằm ngủ kế bên con chó thì rất là dễ thương. Vậy chúng ta sẽ ghép từ sleeping kế bên danh từ the pig để rút gọn câu như thế nào? The pig sleeping next to the dog is very cute. Và đây là loại rút ngắn dạng hiện tại phân tử. Câu số 8. The woman is my teacher. Người phụ nữ đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi. She talking to my father over there. Cô ấy đang nói chuyện với ba tôi đằng kia. Và mình cũng làm áp dụng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ dùng present participle để ghép câu như thế nào? The woman talking to my father over there is my teacher. Number 9. It's a contest the student has to make. Đó là một cuộc thi mà học sinh sẽ phải làm những con robot. Chúng ta hãy ghép lại với nhau bằng cách sử dụng danh từ ghép với động từ. Vậy danh từ chính đây là robot và động từ đó là make. Như vậy chúng ta sẽ đem danh từ để phía trước và động từ thêm mình. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là gì? Robert making contact. Tương tự như vậy. It's a contest in which participant had to speak English. Đó là một cuộc thi mà người tham gia cuộc thi phải nói tiếng Anh. Mình cũng dùng rút gọn lại cho ngắn hơn để con cũng dễ hiểu hơn. Đó là một cuộc thi nói tiếng Anh. Vậy chúng ta dùng thành phần nào? Đó là gì? Chúng ta lấy danh từ English để trước rồi động từ speak thêm mình và contact chúng ta đem ra làm sao thì nó có ghép lại như thế nào? English speaking contest. Number 11. They took their son to the center on Sunday. Bọn họ dẫn con trai của bọn họ đi mừng tùng đi lên xe. Con trai của bọn họ về đây kèm lưu ý. Khi người ta lấy cái tân ngữ để phía sau động từ làm chủ ngữ mới trong câu thứ hai thì cái câu đó là cái đổi thành câu bị đặt.
mà take ở đây mà nó để nguyên như mẫu như thế này, có nghĩa như thế này, không tự động đã dạy hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì chúng ta sẽ thêm am, is, are và bài chỗ này chúng ta sẽ thêm are và động từ take của 3 chúng ta sẽ đổi thành là taken. Thì đáp án sẽ là gì? Are taken to downtown park on Saturday. Sunday. Number 12. She pushed the wheelchair to the ambulance for the beating. Cô ta đẩy cái xe lăn tới xe cứu thương cho nạn nhân. Như vậy, cái ghế xe lăn sẽ được đã được đẩy như vậy. Thêm đi cho mình biết cái câu này thì quá khứ đơn. Vì bị động của quá khứ đơn chúng ta sẽ thêm động từ to be là was hoặc là were. Ở đây có một cái thì chúng ta sẽ dùng was. Put to the ambulance for the victim. Yes, right. Yes, right. 13. They have met a lot of beautiful toy from recycled plastic. Mà họ làm rất nhiều đồ chơi từ những cái vật nhựa được tái chế. Như vậy, ở đây các em thấy có thì này là gì? Have met là thì hiện tại hoàn thành. Mà thì hiện tại hoàn thành thì chúng ta sẽ sử dụng như nãy cô có nhắc. Là nó là gì? Have a been, have been thì theo cái ngữ mới của mình trong câu bị động nó là số là ít hay số nhiều. Vậy nhiều đồ chơi thì chúng ta sẽ sử dụng have been. Vẫn là cột ba là gì? Met. Vậy câu mình ghi lại sẽ như thế nào? Have been met from recycled plastics. Number 14. They will build a new shopping mall here. Họ sẽ xây một khu mua sắm mới ở đây. A new. New. Chứ a new không thì nó không có đủ nghĩa. Cho nên nó còn thiếu cái gì nào các em? Đúng rồi. Shopping mall nó là khu mua sắm mới. Và bị động của will thì chúng ta sẽ dùng will be. Và cột 3 của chữ will chúng ta sẽ dùng làm sao? A new shopping mall will be built here. Đổi cái chữ D ở chữ T nó thành cột 3 ngay. Number 15. My brother came out very well. Anh trai tôi có thể may áo dài rất là hay, rất là giỏi. Như vậy áo dài. Bị động đối với động từ mô đồ vô khen thì chúng ta sẽ đổi thành can be. Và cột 3 của chữ make chúng ta sẽ đổi thành may. Vậy nó sẽ viết như sao? Can be áo dài, can be make very well by my brother. Number 16. John was very surprised that he got a letter yesterday. Chú ý surprise chúng ta nó là tính từ, thế sao nó là một mệnh đề that clause. Ở đây chúng ta có thể chuyển từ mệnh đề that clause sang surprise tính từ bằng cách dùng surprise chúng ta dùng change. Như vậy đã có to rồi thì đằng sau verb phải dùng ở verb như mẫu. Vì ở trên có động từ nào là verb đâu? Cái nào là verb? Đó là chữ got. Vì nguyên mẫu của chữ got chúng ta sẽ đổi thành là get. Sau đó chúng ta ghi phần còn lại. Như vậy là to get a letter yesterday. Number 17. Tommy worried that his net ray are very bad. Tom nó rất lo lắng rằng điểm toán của thì rất là tệ. Ở đây cô cho các bạn thêm một dạng khác, đó là sao tính từ chúng ta có thể dùng với từ, đó là about, in, vân vân. Trong trường hợp worry thì chúng ta dùng worry about. Và ở đây Tom nó lo lắng về cái việc gì? Sao giấy tờ thì chúng ta dùng cụm danh từ. Vậy his math grade are very bad. Đó là một mệnh đề chúng ta không thể để ngay cái sao ở bao được. Chúng ta hãy ghép cái cụm mệnh đề ở trên thành một cụm danh từ. Cái cách ghép như sau: kem chỉ cần lấy bad tính từ, kem để phía trước danh từ sau chữ his thì nó hoàn chỉnh câu. Nghĩa là his bad math grade, nghĩa là điểm toán tệ của anh ta.
18. 18. Is it all right? Is it all right? If I take some photo, ổn không? Nếu như tôi chụp một vài tấm hình. Như vậy hàm ý câu này đó là xin phép ai cho mình làm một việc gì đó. Thì nếu như xin phép ai cho mình làm một việc gì đó thì hình ảnh cô có nhắc cho chúng ta đó là gì? Nước như mài ít ai. Mà theo sau nước như mài ít ai thì chúng ta sẽ dùng work take of verb thứ hai hình quá khứ. Đó là trường hợp đó là gì? If I took some photographs. Và lưu ý, nếu như đề bài yêu cầu chúng ta làm cái câu dạng này mà cuối câu người ta không ghi sẵn như chấm hỏi cho chúng ta thì chúng ta phải tự bổ sung vào. Nếu không thì chúng ta lại bị trừ điểm. Lưu ý nha. 19. May I use your phone here? Tôi có thể sử dụng cái điện thoại ở đây không? Như vậy, hàm ý là xin phép ai cho mình làm việc gì thì đó là do you mind ý ai. Mà theo sau do you mind ý ai thì chúng ta lại dùng verb từ mẫu cho nên đáp án của mình sẽ là if I use your phone here. Tương tự cũng kiểm tra câu dấu chấm hỏi nhé. Shall I write your lesson? À, mình thấy bạn mình có vấn đề về tay gì đó và không thể viết bài được nữa. Để tôi viết bài giùm bạn nghe. Hoặc là nếu cách trực trọng bạn có trường hợp không, nếu như tôi viết bài giùm bạn chắc có lẽ là chữ mình xấu phá. Thì chúng ta nói là gì? Would you mind if I? Mà theo sau, would you mind if I thì có gợp bớt quá khứ. Vậy quá khứ, vậy right là gì? Rồi, vậy đáp án của chúng ta là would you mind if I wrote your lesson? Number 21. Can you show me where to buy the ticket? Khi bạn dẫn, bạn có thể dẫn tôi đến mua vé được không? Như vậy là mình bảo người ta giúp mình. Vậy trường hợp này mình sẽ dùng would you mind verb in, chứ không có thêm ít ai vào vì người ta làm cho mình. Vậy trường hợp đáp án này là gì? Yes. Showing me where to buy the ticket. 22. Could you bring me a cup of tea? Thì bạn có thể lấy cho tôi ít trà được không? Như vậy mình cũng nhờ người ta giúp đỡ mình. Vậy cho nên đáp án của mình sẽ là Will you mind bringing me a cup of tea? 23. I have to go to the bank. Tôi phải đến ngân hàng. I want to change some money. Tôi muốn đổi một số tiền. So it. Nãy giờ mình ôm mình nhớ lại không nào? So it nghĩa là gì? Để mà. Quý vị, để mà đến ngân hàng tôi muốn đổi tiền nghĩa không hợp lý. Như vậy chúng ta phải nói để mà đổi tiền tôi phải đến ngân hàng. Như vậy chúng ta sẽ làm sao? So it phải dùng change. Như vậy động từ chính ở đây là to change. Như vậy cho nên mình sẽ dùng so it to change some money. I have to go to the bank. Tương tự. 24. Thơm climb the tree. Thơm leo lên cây. Bởi vì he wanted to give some flower to his mother. Nó muốn hái một vài bông hoa cho mẹ của nó. Như vậy thơm climb the tree. Thơm leo lên cây. Để mà hái hoa thì mình sẽ nói ngắn gọn hơn cái câu trên. Mà để mà thì người ta gợi ý về chúng ta là in. Thì nó thiếu cái gì nào các em? Đúng rồi. Order to. Vậy to ở đây là to one hay là to big nè. Vậy động từ chính mới hợp lý thêm nhé. Như vậy chỗ này câu của mình sẽ là in order to take some flower to his mother. 25. She studied very hard. Cô ấy học tập rất chăm chỉ hoặc là học tập chăm chỉ hơn. She wants to pass the exam. Cô ấy muốn thi đậu kỳ thi. Cô ta đã học tập chăm chỉ. Cô ta muốn thi đậu kỳ thi. Vậy so at nó. Để mà không không cái gì nữa, không thi đậu, không nghĩa không hợp lý, tại vì nó có nốt mà, cái gì chúng ta nói, để mà không thi rớt, cô ta đã học tập.
rất là chăm chỉ. Như vậy thi rớt là trái nghĩa với chữ pass. Như vậy chữ rớt hỏng nó là gì? Yeah, to fail. So it not to fail the exam is very very hard. Để mà không thi rớt hoặc là thi hỏng thì thi, nên cô ta đã học tập rất là chăm chỉ. Vậy em lưu ý cái cách sử dụng khi mà mình nói, mình nói nó có trái ngược hay không, chúng ta phải cẩn thận và biết lại. Chúng ta đã tổng hợp lại tất cả những kiến thức cơ bản. Những cái kiến thức khác chúng ta cần phải học và bổ sung thêm. Nói tóm lại, chúng ta lưu ý cái sử dụng bị động và cách sử dụng in order to, cách sử dụng tính từ với to verb. Do you mind if you mind the in? Do you mind if I with you mẫu? Hoặc do you mind if I with that bass? Và ôm lại cách sử dụng phần how now. Rồi chúng ta lại ôm lại sử dụng present participle, past participle, câu tường thuật. Rồi dùng dạng tiếp diễn với từ always và từ để hỏi từ sao là to verb. Và xuống theo là gì thì quá khứ tiếp diễn. Và lưu ý nhớ học thuộc lòng các từ vựng để chúng ta có thể làm phần verb form và học thuộc các thì để chúng ta có thể làm được cái từ chia động từ. Và cái cuối cùng các bạn cũng phải lưu ý đó là practice listening và nhớ luyện tập lắng nghe cẩn thận. Tất cả các bài học mà trong lớp chúng ta đã được thầy cô hướng dẫn rồi, em chỉ cần làm lại và đọc lại tất cả những kiến thức mà mình đã học. Sau đây chỉ là những bài tập cơ bản và lưu ý khi các bạn có thể tham gia được làm tốt trong bài thi sắp tới của mình. Chúc các em thành công. Goodbye class.